em khát nước quá. À, chết anh quên. À, bữa nay em đẹp như vậy, em muốn uống nước gì? À, ở đây có sinh tố bơ không anh? Có. Vậy cho em một sinh tố dâu nha. Anh sẽ kêu cho em một ly bơ dâu. Chờ anh xíu nha. Thôi, vậy cũng được luôn hả mày? Bạn đấy sao vậy? Hẹn người ta là giờ nào mà để đợi tới 2-3 tiếng đồng hồ mới ra là sao vậy? Hẹn hò cái kiểu đó. Tôi mệt đủ à. Mình là sinh viên mà tiền đâu mà bà có tiền mà mua được cái bộ đồ này. Thì tôi nhịn ăn, sẵn giảm cân luôn. Bà nhịn ăn, dạ này, bà giảm thấy, cân. Bà thấy tôi ốm không? Xin không? Trời, bình thường mà có mập đâu mà bà lại giảm cân tiếp nữa hả? Nói nghe nè, sao? Nói tới vụ giảm cân tôi mới nhớ. Sao? Tôi nhìn bà hơi mụm mỉm đó, bà cũng nên giảm cân đi. Đam mê đồ đạc vậy lại hả? Sợ mập như bà, mấy cái này nó làm thẳng não bà rồi, bà hết suy nghĩ được cái gì rồi. Cái đó là hại sức khỏe. Ê, gì? Thấy bà giống lắm rồi đó. Giống ai? Giống mẹ tôi. Ừ con, gì vậy? Bậy à, tôi là bạn bà. Tôi là bạn bà cho nên tôi góp ý thôi chứ gì đâu. Tôi mệt bà quá tôi biết rồi. Đạt. Anh ngồi đi. Sao? Được không? Ly nước của em nó hơi khó làm, cho nên là nhân viên làm hơi lâu. Dạ. Nãy nhìn em là anh biết em đang đói bụng rồi đúng không? Đây, anh có kêu cho em cơm sườn. Biết là em thích ăn cay, cho nên là anh đã kêu cơm sườn mà tăng 3 phần ớt rồi đó. Trời ơi, anh Đạt rất là tinh tế. Tinh tế đó, anh biết mà, chuẩn bị hết. Ăn đi em. Đi, ăn đi. Dạ. Anh đi em, chứ là con gái đừng để đói bụng như vậy. Dạ. Nếu mà chúng ta ở gần bên nhau nhiều hơn thì ngày nào em cũng không phải nhịn đói như vậy. Ăn trứng đi em, nhiều dinh dưỡng lắm đó. Cái đó cũng tốt lắm đó, ăn đi em. Nó thích ăn ớt. À. Em nói mà anh quên hả? Trời ơi, đúng là thích ăn ớt thật đó. Đây đây, sao nói sớm. Người ta nói phụ nữ mà biết ăn cay á là nói được nhiều điều hay lắm. Đúng đây, rồi, đây, đây, đúng đây. Rồi đó. Chào. Xuất sắc. Ngon không? Đây này, đành lấy ớt thêm cho. Đúng rồi. Theo mà nói mà ăn ly thức ăn ớt lắm. Hay lắm, trời ơi, cái gì chứ, ớt là anh nuôi được. Cái gì? Một ngày mua ký ớt cho anh. Em cũng phụ anh nuôi được luôn á. Nào. Ủa, sao vậy? Ly. Ủa, Ly, Ly. Ly ơi, sao vậy? Ly. Đau đi. Sao vậy? Tại sao vậy? Đừng nói là ăn ớt nghe. Đừng nói là do ăn ớt nghe. Bà cố tình nói Ly biết ăn ớt. Trời ơi, tại em nhịn ăn 5 ngày để giảm cân nên em bị đau bụng á. Tôi nhịn đi ăn 5 ngày, nhịn ăn 5 ngày. Giảm cân đó anh, hồi nãy mới nói em giảm cân tại vì sợ mập lên, mặc đồ xấu anh không thích. Rồi bây giờ giảm cân gì nè, đó, đều tác hại chưa, lết bao tử đúng không? Cái người cần giảm cân đây thì một ngày ăn 5 lần, còn cái người mà không cần giảm cân thì 5 ngày không ăn. Trời ơi, không đi bệnh viện liền. Trời ơi, anh thích em đâu phải là vì em giảm cân đâu. Thiệt tình nói bao nhiêu lần rồi. Giảm cân á thì ai không muốn, mà giảm sao cho nó đúng cách đúng không? Tự nhiên đi nhịn ăn 5 ngày mà xuống 10kg là đâu có được. Trong khi nè, con người nè nhìn tôi đi, giảm cân rất là hợp lý. 5 năm xuống 1kg, 5 năm xuống 1kg một cách an toàn và hiệu quả. Mà đôi khi mập vẫn tốt mà, mập khỏe, mập trẻ, mập đẹp vẫn là ok đúng không? Thiệt tình à, làm bạn bè phải lo lắng. Mà rồi cái chầu này ai trả đây? Có vẻ hơi nhiều đấy. Hey, đúng là vì bạn khổ ghê. Em có điện thoại. Dạ anh nghe nè. Đúng, em là Mỹ Ngọc. Sao anh là shipper à? Cái gì anh? Thuốc giảm cân. Đúng rồi em đặt đó. 10 hộp đúng không anh? 4 ngày xuống 10kg. Rồi anh chờ em xíu em về em lấy liền nha. Rồi cảm ơn anh.